các bạn. Hôm nay ngày 15 rằm tháng 10 âm lịch chứ các bạn. Ngày thứ ngày 11 tháng 11 dương lịch. Phiên chợ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đấy, rất nhiều hoa lan rất đẹp. Nhiều khách hàng đang mua được cái cây. Cái rổ hoa lan to đỏ đẹp ấy là cái loại gì chị ơi? Cái loại đỏ đẹp ấy. Hồ điệp gì? Bao tiền một quả đấy chị ơi? 250 một giò này các bạn này. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Đấy, cái phát tài này bao nhiêu tiền mà cái cây này chị ơi? Cái phát tài này bao nhiêu tiền đấy? 350, vâng đấy. Đấy, nói vậy thôi, nhưng mà nếu các bạn nào có nhu cầu mua thì chắc là cũng có những giao dịch nhất định. Còn cái cây này là cây gì chị nhỉ? Ủa đi chỗ này nó tắc nhẽn như này. Dạ. Nan đuốc ạ. À? Vâng. Cái nan đuốc thì bao nhiêu tiền một cây này đấy? Đấy là 150. Vâng đấy. Có 150 một cây nan đuốc đây các bạn này. Đấy, đẹp lắm. Đáp lên mẹ rồi. Vâng. Có đấy, em vẫn thường xuyên đấy. Đây hoa đồng tiền này. Rất là đẹp. Cái gì? Cái này là bóng tối ánh sáng. Còn cái cây lan này là lan gì chị ơi? Cây tia chớp. Lan tia chớp à? Vâng. Lan tia chớp các bạn bao tiền một giò này chị? 250 một nồi ra giò lan tia chớp này các bạn này. Rất là đẹp và đấy, rất đẹp và giá cả cũng là phải chăng. Đây thì cây mini rất là đẹp này. Cái này cái gì chị ơi? Cây xanh Thái Lan. Xanh Thái Lan ạ. À? Đấy các bạn nhìn này. Đấy, bao nhiêu tiền một cây này chị? Đấy là 100.000. Đấy, có 100.000 một cái cây xanh Thái Lan mini rất là đẹp này các bạn này. Đấy, rất tuyệt vời. Có 100.000 nữa các bạn nhá. Đấy, bạn nào có nhu cầu mà thích chơi hàng bonsai mini để bàn này, các bạn đến giao dịch tại chợ thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đấy, đây có một loại mẫu đơn mới này. Loại này là loại gì, mẫu đơn gì chị? Dạ. Bông trang, viết là bông trang, tên là bông trang, là mẫu đơn là nó. À, đây là bông trang Thái, vâng. Đây là loại bông trang Thái các bạn này, đẹp không? Rất là tuyệt vời. Đấy, nay tôi mới nhìn thấy cái loại này đấy. Bao nhiêu tiền một cây này chị? À, ấy có 70.000 các bạn nhé, 70.000 được một chậu bông trang Thái Lan tuyệt vời như thế này. Rất là bắt mắt. Còn những cây này thì cũng là những cây phát tài chị. Cây kim ngân. Cây kim ngân, bao nhiêu tiền một cây này chị? Cây đấy là 170. 170 một cây kim ngân ạ. Và cả chậu nó rất là đẹp. Để các bạn quan sát nha. Rất to, rất phủ. Sao hôm nay ông phải rỗi ông đi làm cái chuyện này? Em này cứ đi làm các thứ linh tinh. À đây chắc là lan càng cua chị ơi. Vâng, đây lan càng cua các bạn này rất là đẹp, đang nở hoa này. Vâng, tiền một ngày. Ấy có 90.000 một cái giỏ lan càng cua như thế này, rất là nhiều các bạn này.
Đấy, còn loại bé thì có 50.000 thôi. Nhưng loại này chắc là loại to đây ạ. Vâng, đấy. Lan càng cua rất là tuyệt vời các bạn ạ. Này về mà treo lên nếu nó nở hoa thì thích lắm đây. Đấy, ở đây bán cả các cái loại thuốc kích thích rồi chăm bón hoa lan các kiểu đây. Đấy. Và đây là những cây hoa giấy mini. Đấy, cũng ra hoa rất là nhiều và rất là đẹp. Hoa màu tím Huế đây. Cây thì to tầm ngón tay cái, to ngón tay cái. Cao tầm khoảng 60 phân. Rất là nhiều hoa, rất đẹp. Bao nhiêu tiền cây hoa giấy này chị ơi? 100.000 cây hoa giấy này đây. Đấy. Rất nhiều hoa, rất đẹp. Bạn nào thích chơi kiểu dạng mini thì về trang trí khu sân vườn nhà mình trông cũng rất là tuyệt vời đây. Vâng. Vâng vâng. Đây là những cây hoa hồng này. Bao nhiêu tiền một cây hồng này chị ơi? Hồng quả đây là 250 một chậm. Đây ạ. Nên loại này cao cao to đấy ạ. Vâng, đấy loại cao to đây là như thế này đấy các bạn này. 250 một chậu đấy. Và hoa rất to rất đẹp. Có cái chậu nhỏ nhỏ này bao nhiêu tiền chị ơi? Đây này. Đấy, từ 130 đến 150.000 các bạn có một chậu hoa hồng rất là tuyệt vời. Đấy, đang ra rất là nhiều bông các bạn nhìn đây. Đấy. Rất là nhiều hoa, rất là nhiều nụ, rất là đẹp. Còn đây là các cái loại hoa để treo trang trí. Rồi các giống cây đinh năng. Rồi ớt cảnh. Cũng rất đẹp. Chậu ớt cảnh như bao tiền một chậu chứ ơi? 80.000 một chậu ớt cảnh như các bạn ạ. Đấy. Ớt Nhật, ớt cảnh rất là đẹp. Vâng. Đấy, lại vừa chơi cảnh thì vừa ăn được cả quả chị. Ăn quả bán luôn. Đây có hai giấy to to đẹp đẹp này, bao nhiêu tiền một cây này đấy? Đấy, 300 một cây. Báo cáo các bạn là cái cây này thì là nó rất là tán, rất là dày, rất là nhiều hoa. Dày đặc đấy các bạn này. Đấy, rất tuyệt vời chưa? Đấy. Rất tuyệt vời. Gốc nó to thì gốc thì to bằng cũng bằng cổ chân mình rồi đấy. Và tức là nó hoành nó cũng tầm khoảng 15 đến 18 cm các bạn ạ. Đấy, rất già nữa kìa. Nói chung là nếu bạn nào có sở thích nhu cầu chơi hoa giấy thì chắc là với cái giá này thì cũng có thể chơi được, rất phải chăng không. Đây này hoa giấy màu vàng, bao tiền cây hoa giấy màu vàng này bạn ơi? Bác ơi, đấy có 100.000 một cây hoa giấy màu vàng này các bạn này. Đấy, nhỏ mini rất đẹp. Để các bạn có thể uốn nắn sơ bộ chỉnh chớn tay tán là có thể là thành cây bonsai mini chơi ngay được rồi. Những bông hoa đồng tiền rất là đẹp. Hoa đồng tiền này là cái giống tên nó là gì chị? Đồng tiền cao. Đồng tiền cao ạ. Đồng tiền lùn. À, đây là đồng tiền cao, còn đây là đấy, còn đây là cái giống đồng tiền lùn các bạn này. À. Dạ. Siêu hoa vâng. Đấy, cái giống đồng tiền lùn này là còn đồng tiền siêu hoa. Tức là nó ra nhiều hoa các bạn ạ. Đấy, và nó thấp cây, hoa nó thấp. Gọi là đồng tiền lùn. Bao nhiêu tiền một cái khóm này đây ạ? 35.000 một cái khóm hoa đồng tiền lùn này các bạn này. Còn hoa đồng tiền cao này bao nhiêu tiền một khóm này ạ? 25.000 à? À thế loại này đắt hơn cái đồng tiền cao này ạ? À? À đấy, nhưng mà bông hoa này thì nó
to mà nó đẹp hơn, các bạn nhìn này, rất là tuyệt vời. Khả năng trước tôi sẽ chụp ảnh bìa bằng cái qua đồng tiền cao này, trông nó đẹp lắm. Đây có cây thiết mộc lan. Bao tiền cái thiết mộc lan này chị ơi? 120. Có 120 ngàn một cây thiết mộc lan này. Mà cái các bạn nhìn đây. Đây, mình đo một cái găng tay này thì không ăn thua gì. Tức là nó cái hoành của nó thì tương đương với chắc tầm khoảng 35 cm. Đấy. Cao thì tầm khoảng 50 đến 70 cm. Đấy, và chị nói là chị chủ quán nói là cái cây đấy là cao 70 cm. Đấy. Còn hoành là 35. Đấy. Mà giá có 100 hơn 100 ngàn đấy các bạn ạ. Cũng rất là rẻ. Đấy, bạn nào mà thích chơi cái cây thiết mộc lan thì đem về chơi cũng rất tốt. Đấy. Cái này cũng mang rất nhiều ý nghĩa và phong thủy nên là các bạn nên cố gắng xem xét tham khảo và hơi nghĩ cây về. Đây là cây hoa giấy Mỹ hay gì đây chị? À vâng. Đây là cây hoa giấy Mỹ. Cũng đang rất nhiều hoa. Cây cành cũng mềm dẻo phết. Đấy, nó cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nghe có vẻ có võ đấy. Bao tiền cây này chị ơi? 700.000 một cây này các bạn nha. Đây. Nó rất nhỏ thôi nhưng đã được nôi kéo lên toàn bộ bệ rễ đấy các bạn này. Rất là đẹp. Rất là già cây. Đây các bạn nhìn đây. Đây, già mộc luống là cây đây. Đấy. Rễ nổi lên rất là đẹp. Đấy, tôi nhìn xa tôi đã biết là cái cây này nó nhỏ nhưng nó có võ này. Đấy, các bạn nhìn rễ đẹp chưa? Đấy. Với cây này và các bạn nào mà khéo tay về cắt chỉnh sửa uốn lượn thành cây dáng đỏ thì rất tuyệt vời. Vâng. Vâng. Nay mai họ kéo đến họ mua ầm rầm thì không có cây bán này mang tiếng chết. Đây là cây hồng ngọc mai bác ơi. Đúng rồi, cây bằng cái phải không ạ? Vâng. Có phải không nhỉ? Hay là cây ấy? Cây mai hồng quế là chính xác. Mai hồng quế. Vâng, đây là cây mai hồng quế. Mai hồng quế. Đấy, bởi vì em cũng có chuyên nghiệp đâu, em biết đâu, không biết nhiều về cây. Thơm nhưng mà kiểu mùi quế. Đấy, vâng, đấy. Cây này thì bao nhiêu tiền một cây bác? Cây này 170. Đấy, có 170 ngàn một cây, cây mai gì quế nhỉ? Mai hồng quế. Mai hồng quế. À, cây mai hồng quế các bạn ạ. Đây là nó rất là thơm. Lâu lắm rồi nay tôi mới gọi lần đầu tiên có khi tôi mới biết đến cây này. Đây là giống ở trong miền Nam ấy. Đấy. Ở Sa Đéc. Vâng, ở Sa Đéc. Trung tâm cây cảnh khu vực phía Nam. Đấy, theo anh chủ nói là đây là ở Sa Đéc, trung tâm Sa Đéc miền Nam đưa ra là cây mai hồng quế. Đúng rồi. Đấy, khi nó nở hoa ra như thế này thì các bạn ngửi có mùi thơm của mùi quế. Vâng, để tôi thử xem nào. À đúng rồi. Đấy. Đấy, nhưng mà nó anh chủ nói là mùi tối, buổi tối thì còn thơm hơn rất là nhiều. Sớm là thấy đây những chậu lan càng cua. Lan Nhật Quỳnh. Lan Nhật Quỳnh. Vâng. Lan Càng Cua hay là Lan Nhật Quỳnh các bạn này? Lan Nhật Quỳnh nó vâng. Vâng. Còn nó giống là ăn cua ngoài Càng Cua chứ đúng không? Nhờ bao nhiêu tiền một chậu này bác ơi? Cái chậu này của nó là 150.000. Đấy, 150.000 một chậu như này về treo thì rất là đẹp. Chậu lớn, vâng. Chậu nhỏ nó có là 50.000 thôi. Đấy. Vâng. Đây. Rất là nhiều hoa. Chậu này nó gọi là Càng Cua lại to nhất. Vâng. Đấy. Vâng. Ở đây cũng là loại rồi lan Càng Cua nhưng loại nhỏ hơn nhưng nó có 90.000 thôi. Đấy, cả chậu luôn đấy. Đấy. Các bạn quan sát đây có 90.000 một giò lan Càng Cua như thế này này. Ở đây thì chợ này báo cáo các bạn là chỉ có những cây bonsai mini thôi.
và những cây hoa kiểng đơn giản thôi chứ không có cây to các bạn ạ. Chủ yếu làm cảnh chơi và để bàn và trang trí xung quanh thôi. Đấy. Lan can, hàng rào, hiên nhà. Đây tôi phát hiện thấy có một cái cây tùng. Đấy. Cây tùng mini rất là đẹp, rất là mềm. Cái này là của anh ấy, chị ạ. Chị ở đâu ạ? Trong Dung Cả. Vâng. Không biết Dung Cả. Em biết. À, vào đây thì ăn thế thì cây nhiều quá. Vâng. Ăn thế thì không mang ra đi chợ thì mang đi còn cần. Đối với cây tùng này thì nó chỉ cao tầm khoảng 80 phân thôi. Đấy. Nhưng mà rất mềm, rất đẹp. Đấy, tay cành, tay bông thì cũng được chia ra tương đối cân đối. Đấy, về các bạn cũng chỉ cần chỉnh sửa cắt tỉa qua qua các bạn có thể chơi ngay được. Được uốn nắn cũng rất là mềm. Cho dù nó nhỏ nhưng mà cũng được uốn nắn cho nên là các cái vết lượn này nó cũng quằn quại rất là đẹp, rất là mềm. Rất có điểm nhấn các bạn ạ. Đấy, cái tùng thì bao nhiêu tiền một cây anh ơi? À đấy, với cái cây tùng nhỏ nhỏ bonsai mini này có 250 ạ. Vâng, 250 một cây đấy, trông cũng rất là đẹp. Vâng, đấy. Đây, cái kim ngân đây. Cái cây kim ngân này bao nhiêu tiền một cây chị ơi? 180.000 một cây kim ngân này. Đây các bạn cả chậu nhé. Mà cái hoành gốc của nó thì báo cáo các bạn nó tầm khoảng... 30 trên 30 các bạn đấy, cả chậu rất to rất đẹp. Thế còn cái cây nhỏ nhỏ này thì bao nhiêu tiền chị? Đây cây nhỏ nhỏ này là 100.000 một cây này các bạn này. Vâng, rất là đẹp. Vâng. Đây còn cây này này. Cái cây này thì bao nhiêu tiền một cây chị ơi? Đấy, có 120.000 một cây này. Rất là đẹp các bạn này, rất mini. Để bàn cây này rất tuyệt vời mà các đặc biệt là các bạn làm văn phòng thì đặt cái cây này vào thì trông nó rất đẹp và rất là mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Là vừa phong thủy này vừa làm một sạch không khí môi trường trong phòng làm việc, rất là đẹp. Rất là ý nghĩa. Thời gian nó cũng không cho phép cho nên là mình cũng xin được tạm dừng video tại đây. Đấy. Thì hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chúc các bạn xem video mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin tạm biệt các bạn.